Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một nhân vật trong bộ phim hoạt hình The Simpsons, một bộ phim hoạt hình của Mỹ. Và ở đây là một nhân vật phụ trong bộ phim hoạt hình này. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh nhân vật này nhé. Một ông mập. Và chúng ta cùng đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu đen để tô màu cho cái mắt. Và tiếp theo thì mình sử dụng màu nâu để tô màu cho cái mái tóc của cậu ông mập này nhá. Tất cả các bạn đã đến với channel YouTube của màu trong bức tranh của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về những chiếc bánh dâu tây. Đây chúng ta có tham khảo cho bức tranh tô màu như thế này, chúng ta có thể tham khảo một chiếc bánh dâu tây trong bức tranh. Chúng ta sẽ tô màu bánh dâu tây bằng những cái hoa tây chiên và cái ly nước trái cây này. Đây bức tranh này thì được là một nửa của cái tờ giấy A4. Một cái tờ giấy A4 thì mình sẽ tô được, và nếu theo kiểu này thì chúng ta sẽ được tô được khoảng. Và tiếp theo là mình sử dụng màu xanh lá cây đậm để tô màu cho cái áo của nhân vật này nhé. Quay hậu trường, người hay di chuyển cái bộ màu như thế này.
Tiếp theo là màu xanh dương cho cái phần cái cánh tay này nhé. Tiếp theo mình sử dụng màu vàng để tô màu cho cái làn da của nhân vật này nhé. Mình tô màu cho cánh tay bằng màu vàng luôn nha mọi người. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh ông mập này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.